Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa đi qua tháng 8 với sự bình yên và không khí se lạnh cùng những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn những ngày cuối thu. Ở thị trường di động Việt Nam tháng 8 vừa qua, có 3 hãng di động đã làm chủ cuộc chơi và độc chiếm bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Trong đó, hãng có nhiều cố gắng và mang đến nhiều sự bất ngờ nhất chính là Philips, hãng di động đến từ Hà Lan. Một chiếc máy tính bảng cũng góp mặt trong danh sách này của chúng ta. Một số model của các hãng đã thay đổi vị trí cho nhau trong bảng xếp hạng tùy theo độ hot của từng sản phẩm. Bây giờ, mời các bạn đến với top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên tháng 8 năm 2014. BlackBerry Win10 rơi từ vị trí thứ tư xuống vị trí cuối bảng xếp hạng, có lẽ do độ hot của sản phẩm này đã giảm. Model này có thiết kế đẹp, chắc chắn, màn hình sắc nét cho hình ảnh trong trẻo và đẹp mắt. Hệ điều hành cùng với cấu hình tốt tạo ra sự mượt mà và mang đến sự thoải mái và nhanh nhạy trong việc phục vụ tất cả các nhu cầu của người dùng. BlackBerry Win10 là mẫu điện thoại số 1 hiện nay dành cho các tín đồ yêu thích bộ bàn phím vô tư của BlackBerry. Có vẻ như tháng 8 này là tháng của những chiếc phablet và tablet. Điển hình cho việc đó là sự xuất hiện của Asus Zenfone 6 ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Đây là model nằm trong series 3 chiếc Zenfone của Asus. Zenfone 6 với màn hình 6 inch IPS HD 720 với chip xử lý Intel Atom tốc độ từ 1.6 tới 2 GHz, công nghệ siêu phân luồng của Intel. RAM 2 GB cộng với giao diện nhẹ nhàng, đơn giản của Zen UI mang đến cho người dùng những sự trải nghiệm mượt mà và thoải mái nhất. Đây cũng là chiếc phablet đầu tiên của Asus có mặt trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm của chúng ta. Philips Xenium W6610 giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên tháng 8 này. Model này được xem là chiếc điện thoại có dung lượng pin lớn nhất hiện nay với mức 5.300 mAh cùng công nghệ Xenium độc quyền của Philips giúp tăng thời gian sử dụng và thời gian chờ cho máy. Nhưng hệ quả của việc này là thân hình quá khổ của W6610. Ngoài thân hình to tướng và dày thì model này còn khá nặng. Tuy nhiên, đối với khách hàng tìm kiếm một chiếc smartphone có thể dùng được nhiều ngày liên tục, vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng là một minh chứng cho điều này. BlackBerry Z3 tuột 4 hạng so với tháng vừa rồi, Z3 vẫn là một lựa chọn tốt cho người dùng, đặc biệt là những fan trung thành của BlackBerry. Với vẻ ngoài cứng cáp, mức độ hoàn thiện cao, hệ điều hành cộng hưởng với cấu hình tốt, mang lại trải nghiệm vô cùng mượt mà cho chiếc smartphone màn hình 5 inch của BlackBerry. Mức giá tốt cũng là một điểm mạnh của sản phẩm này. Cộng đồng BlackBerry tại Việt Nam cũng đã hết mình hỗ trợ cho những chiếc máy chạy BlackBerry 10, và BlackBerry Z3 cũng là một trong những thiết bị đó. Sự thành công của Asus với dòng sản phẩm Zenfone trong năm nay là không thể bàn cãi. Sau Zenfone 4 đời đầu, Asus tiếp tục tung ra những bản nâng cấp một cách nhanh chóng để lấp đi những khuyết điểm của phiên bản đầu tiên. Với việc nâng cấp màn hình to hơn, camera nhiều chấm hơn mà giá bán không tăng nhiều, cho thấy Zenfone 4.5 là một thiết bị gần như tiệm cận với sự hoàn hảo và là thích hợp nhất cho các bạn nữ hoặc những người dùng mới bắt đầu sử dụng smartphone. Ở vị trí thứ 5, phiên bản nâng cấp nhẹ của Zenfone 4 với dung lượng pin 1600 mAh đã nhanh chóng thay chỗ của chiếc Zenfone 4 pin 1200. Lý do đơn giản cho việc này là vì sau khi tung ra phiên bản nâng cấp với pin 1600 thì Asus đã dừng sản xuất phiên bản pin 1200 để người thay thế có thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho người dùng. Tất cả các chi tiết từ cấu hình đến thiết kế của cả hai máy đều như nhau, chỉ khác ở dung lượng pin được nâng cao hơn. Một tin vui cho những người dùng đã mua phiên bản đầu tiên là chúng ta vẫn có thể gắn viên pin 1600 mAh vào phiên bản dùng pin 1200. Vì thế, nếu bạn đã mua phiên bản đời đầu thì có thể tìm mua viên pin 1600 mAh và như thế, các bạn đã có thể có được phiên bản mới của Asus Zenfone 4. Với nhiều người, những sản phẩm thuộc dòng Nexus của Google luôn mang đến những điều thú vị riêng. Chiếc máy tính bảng Asus Google Nexus 7 2013 là một thiết bị như thế. Với cấu hình tốt, màn hình đẹp và thiết kế nhỏ gọn, đặc biệt là luôn được cập nhật lên phiên bản Android mới nhất là một điểm hút khách của chiếc máy tính bảng này. Tất cả các yếu tố trên đã giúp cho Nexus 7 2013 có mặt ở hạng 4 trong bảng xếp hạng của chúng ta. Đây là lần đầu tiên một chiếc điện thoại cơ bản của Philips có thể lọt vào top 3 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Lý do cho sự bất ngờ này nằm ở khả năng mà Philips trang bị cho E130. Chúng ta có camera, loa ngoài to, thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ 2 SIM và cả thẻ nhớ ngoài. Mà mức giá chỉ là 390.000 đã là quá nhiều đối với một chiếc máy cơ bản. Đây là một trong những chiếc điện thoại đang được săn đón nhiều nhất tại Mai Nguyên. Philips thực sự đã làm rất tốt ở tháng 8 này. Bằng chứng cho việc đó là có đến 2 model nằm trong top 3 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên. Ngoài E130, chúng ta còn phải đề cập tới Philips Xenium X2566 hay còn được người dùng gọi bằng một cái tên thân thương, đó là điện thoại cho người lớn tuổi. Với màn hình lớn, rõ nét, phím bấm to, cùng rất nhiều những chức năng như nghe nhạc, nghe đài FM radio, hay bật đèn pin bằng những nút chức năng ở bên cạnh của máy, giúp người dùng lớn tuổi dù mắt kém nhưng vẫn có thể sử dụng được chiếc điện thoại này. Công nghệ Xenium giúp cải thiện thời gian sử dụng cũng là một điểm hấp dẫn người dùng ở X2566. Ngoài ra, với vẻ ngoài hầm hố và lạ mắt, thì X2566 còn là chiếc điện thoại được rất nhiều bạn trẻ săn đón bởi độ độc và lạ của mình.
Ngai vàng của ông vua Asus Zenfone 5 là gần như không thể bị đe dọa bởi bất kỳ một chiếc điện thoại nào khác. Độ hot của sản phẩm này dường như không giảm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi một chiếc điện thoại có màn hình 5 inch với camera Pixel Master giúp chụp đêm tốt hơn, giao diện nhẹ nhàng và mượt mà cùng với cấu hình ổn, giúp mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đồng thời, cũng phải kể đến lực lượng fan và cộng đồng những người dùng Zenfone 5 đang ngày một đông và phát triển với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, với mức giá chỉ 4 triệu đồng là nhân tố mang tính quyết định của sản phẩm này, Asus hy vọng mang đến cho người dùng những sản phẩm cao cấp trong một mức giá cực thấp. Và điều này đã nhận được những phản hồi tốt cũng như chiếm trọn tình cảm và lòng tin của người dùng Việt Nam. Như vậy, chúng ta có 3 nhà sản xuất độc chiếm mảng xếp hạng tháng này của Mai Nguyên, đó là Asus, Philips và BlackBerry. Những chiếc smartphone cao cấp vắng bóng trong mảng xếp hạng tháng này của Mai Nguyên cho thấy thị trường di động Việt Nam đã tạm lắng xuống để chờ đợi sự xuất hiện của các siêu phẩm mới, mà ở đây là từ 3 nhà sản xuất lớn: Apple với iPhone 6, Samsung với Galaxy Note 4 và Sony với Xperia Z3 cùng hàng loạt những sản phẩm công nghệ cao khác tại hội nghị ISE diễn ra từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 9 năm 2014. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bảng xếp hạng top 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên tháng 9.